Ngày 2 tháng 5, lực lượng công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa triệt phá liên tiếp 2 điểm hoạt động mại dâm, đáng nói là trong đó có 2 gái bán dâm chỉ mới 17 tuổi. Công an huyện Tư Nghĩa triệt phá ổ bán dâm trong nhà trọ Xuân Lan 2, tại thôn Năng Tây 2, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, do bà Huỳnh Thị Huệ, 47 tuổi làm chủ, bắt quả tang 2 đối tượng nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Cùng thời gian này, công an huyện Tư Nghĩa kiểm tra nhà nghỉ Minh Toàn ở thôn La Hà 1, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Qua kiểm tra, cả 2 gái bán dâm mới 17 tuổi. Qua đấu tranh, khách muốn mua dâm đến quán cà phê Như Ngọc ở gần đó do bà Lê Thị Ngọc, 45 tuổi làm chủ để thỏa thuận giá cả. Sau đó, bà Ngọc điều gái bán dâm đến nhà nghỉ Minh Toàn gần bên để bán dâm cho khách. Hiện vụ việc đang được công an huyện điều tra làm rõ.